Xin mời sự chia sẻ của Trung ạ. Xin mời Trung. Dạ, em chào lại anh Thơ Quang và chào lại tất cả mọi người đang trên diễn đàn. Thì hôm nay cái chủ đề anh đưa ra thì em chia sẻ là về cái trường hợp Châu Văn Khảm. Đấy, thì mọi người cũng biết là Châu Văn Khảm này ấy, là một cái người mà có thể nói Đối tượng. là tham gia vào cái tổ chức Việt Tân. Đấy, tổ chức Việt Tân do Hoàng Cơ Minh thành lập năm 1982 tại Thái Lan. Đấy, thì anh ta này là giữ một cái ông này ông giữ một cái chúng ta cứ lịch sự đi, cái thành phần này anh ta giữ một cái vị trí mà cũng tương đối là có gọi là chức sắc đấy, bởi vì là ông ta ông làm đại diện cơ sở đảng bộ Sydney và kiêm bí thư đảng bộ Úc Châu, hoạt động với bí danh là Hoàng Liêm, đúng không ạ? Thì ông ta đã tham gia tổ chức Việt Tân và đã lôi kéo thêm hai người nữa thì về Việt Nam nhằm khủng bố chống chính quyền nhân dân. Đấy, thực hiện cái việc gây rối và gây biểu tình bạo loạn, sau đó dẫn đến lật đổ chính quyền nhà nước. Thì đến ngày 11 tháng 11 năm 2019 thì ông ta đã bị tuyên phạt 12 năm tù. Và sau khi mãn hạn tù thì ông ta sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Trục xuất khỏi Việt Nam. Có nghĩa là sau khi chấp hành xong hình phạt thì ông ta sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Thì chúng ta nhớ trước đây cái trường hợp của Lisa Phạm và Trương Quốc Huy, đúng không ạ? Thì cũng đã có những cái Lisa Phạm thì có những cái cũng có hành động tương tự và cũng đã bị xử lý. Thì chúng ta nhớ lại một chi tiết, đó là gì ạ? Cô ta khi mà bị bắt tạm giam, bị xử vào cái việc chống chính quyền nhân dân ấy, về hành vi đó, thì cô ta đã khi mà trục xuất thì cô ta viết một cái cam kết, mọi người có thể lên lên chúng ta tìm hiểu chúng ta biết, đó là sẽ nói trung thực về Việt Nam này. Dĩ nhiên không ai bắt buộc cô ta cái đó, thế nhưng mà trong cái cam kết đó cô ta rất cảm ơn lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam, cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện cho cô ta thế này thế kia để sửa sai, và cô ta nhận ra cái tội lỗi của mình thế này thế kia. Thế nhưng mà ngay lập tức sau khi cô ta bị trục xuất khỏi Việt Nam thì cô ta đã lên tiếng nói xấu vu khống cho chính quyền Việt Nam. Thì Châu Văn Khảm này cũng vậy, và cái tổ chức Việt Tân này thì chúng ta có thể xếp vào cái thành phần khủng bố, đúng không ạ? Và Châu Văn Khảm thì cũng đã 70 tuổi rồi, năm 2019 là 70 tuổi rồi, thì 12 năm tù thì không biết là như thế nào. Và khi ông ta đến Việt Nam và thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì bị Việt Nam xử lý, nó là chuyện bình thường, nó không có gì là thế này thế kia cả, hay là vu khống hay là thế này thế kia. Dĩ nhiên ông ta có hành động chống phá nhà nước Việt Nam bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, cũng giống như trong cái luật pháp của Mỹ mà anh em chúng ta đã nhắc đến, đó là người ta nghiêm cấm tất cả các cái hành động mà in ấn rồi là truyền bá các cái tài liệu chống đối hoặc lật đổ chính phủ Hoa Kỳ, đúng không ạ? Đó là pháp luật Mỹ, người ta cũng đã quy định rất rõ ràng như vậy. Thì bất kỳ một công dân nào ở quốc gia nào khi anh đi sang quốc gia khác, anh phải tuân thủ theo pháp luật của quốc gia đó. Anh không phải anh muốn làm gì cũng được, có thể ở quốc gia các anh cái điều đó nó không cấm, thế nhưng sang quốc gia khác thì sẽ bị cấm. Ngay cả ở Hoa Kỳ thôi thì các bang nó cũng sự khác nhau, nó không giống nhau. Ví dụ có bang người ta cấm cởi trần chẳng hạn, chúng ta lên chúng ta đọc chúng ta thấy thôi, có bang người ta cấm cởi trần, đấy là cái việc rất là bình thường thôi. Ví dụ người đàn ông người ta cởi trần nó rất là bình thường, thế nhưng người ta lại cấm, đó là theo cái quy định của cái bang đó. Thì khi anh đến đó anh cũng phải tuân thủ theo thế cái quy định đó, và anh vi phạm anh vi phạm thì anh bị xử lý, nó là điều hết sức bình thường. Ví dụ bây giờ công dân Việt Nam sang Úc, anh in ấn đúng không ạ, truyền bá phát tán tài liệu nhằm lật đổ chính quyền Úc, thì thử hỏi là nước Úc người ta có xử lý không? Chắc chắn là sẽ có xử lý. Và lúc đó ai kêu gọi cho người này để thả tự do theo kiểu như các anh ấy kêu gọi, đó là thả tự do cho Châu Văn Khảm là vô điều kiện. Thế nào là vô điều kiện, đúng không ạ? Vô điều kiện là ở chỗ nào đấy. Và hai nữa là chúng ta nhìn trên các cái hình ảnh các anh ấy đi ấy, là hoàn toàn vắng bóng lá cờ ba sọc đỏ, lá cờ thiên đúng các rồi. Anh ấy, đúng không ạ? Không hề có. Nó thể hiện cái gì? Thể hiện cái việc các anh đi làm ấy, nó là gì? Nó là được sự ủng hộ của Việt Tân, các anh ra các anh làm trò thế thôi. Đấy. Chứ còn nếu mà các anh bỏ công, bỏ việc, bỏ cả gia đình ra, các anh cứ đi như vậy,
Đấy, không tiền, không bạc, không ăn, không uống, các anh tự lo. Các anh có làm việc đó không? Các anh có làm việc đó không? Theo em nghĩ là chắc chắn là không ai dạy gì mà bỏ tất cả để mà làm việc đó cả. Thế nhưng mà dĩ nhiên ở đây là các anh ấy làm. Và khi các anh ấy kêu gọi như thế thì muốn gặp Ngoại trưởng của Úc, đúng không ạ? Thì người ta có tôn trọng các anh hay không? Nếu người ta tôn trọng thì người ta phải gặp các anh để trao đổi với các anh rồi. Còn người ta không tôn trọng, người ta không coi các anh ra gì thì người ta sẽ không tiếp các anh thôi. Cái việc đó nó hết sức bình thường. Và cái việc giữa Châu Văn Khảm và công dân Úc này và của nước Úc với Việt Nam, đó là sự sự làm việc giữa hai quốc gia, chứ không phải là đến đến như các anh này, các anh ấy làm những cái hành động như Đúng rồi. vậy. Và các anh ấy tự cho là đại diện người Việt ở Úc. Xin thưa, người Việt ở Úc bây giờ hiện nay có bao nhiêu người, đúng không ạ? Mà các anh đại diện là đại diện cho ai, ai ủy quyền cho các anh, có giấy tờ gì không mà các anh bảo đại diện cho người dân Việt Nam ở Úc? Rất là vô lý, mà nó thể hiện cái ngáo của các anh ấy. Đấy, lên nói mà nó đã riêng nói không thôi là đã thấy nó mâu thuẫn rồi, thì các anh đi đấu tranh cho ai được, đúng không ạ? Thế tại sao có những trường hợp công dân của Việt Nam đi ra nước ngoài dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đã bị cái quốc gia đó người ta bắt, người ta xử lý, thì các anh đã lên tiếng vào trường hợp nào chưa? Ví dụ như cô Đoàn Thị Hương chẳng hạn, các anh có bao Đúng giờ rồi. các anh có những hành động như vậy không? Có đến đại sứ quán của Malaysia các anh căng băng rôn khẩu hiệu, các anh yêu cầu là phải thả tự do vô điều kiện cho cô Đoàn Thị Hương không? Có không? Làm gì có. Đó là ví dụ điển hình, còn chưa Kiện. nói các trường hợp khác, đúng không ạ? Đấy, rồi là khi các anh làm những hành động đó, làm những hành động đó, chính phủ Úc người ta sẽ nghĩ gì về các anh, đúng không ạ? Người ta nghĩ gì về các anh? Và các anh sống ở các quốc gia đó thì các anh cứ mơ mộng là gì? Phấn đấu lên công dân hạng 2, Chào Huy. công dân hạng 1. Sao kỳ vậy? Sao ở Hạng một mà quốc gia ba. mà văn minh lịch sự mà sao lại lại phân chia cái cả công dân hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 làm gì? Cái này là cụ thể là Phi Đồng đã xác thực rồi, chứ không phải là ai. Phi Đồng Canada đã xác thực rồi, anh ta là công dân hạng 4, đúng không ạ? Công dân hạng Đúng rồi. 1 Thật đấy. tự. Thế riêng Việt Đúng rồi. Nam là không có anh nào mà hơn anh nào hết, anh nào cũng như nhau, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Có hơn chẳng qua Bình là đẳng những như người nhau. người ta biết làm ăn, người ta chịu khó, người ta tích góp thì người ta có kinh tế nó khấm khá hơn. Thì trong cái việc người ta chẳng hạn như xây nhà, mua xe hay là ăn uống bình thường thì người ta có hơn những người khác. Cái đó là việc cá nhân người ta. Còn khi đã ra pháp luật thì không ai hơn ai cả. Anh vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ rất điển hình từ các bác trước đây đã từng là ủy viên Bộ Chính trị, đúng không ạ? Cho đến các cái gần đây nhất là ở lãnh sứ quán trong cái việc giải cứu công dân, đúng không ạ? Đấy, thì cái tất cả những người đó người ta cũng cũng là gì ạ? Cũng là người đã từng là giữ chức vụ. Nếu mà như các anh nói, có phải là người ta là thuộc dạng công dân hạng 1, đúng không ạ? Thế mà tại sao người ta vẫn bị bắt, bị điều tra, xét xử, truy tố trước pháp luật như vậy? Ở Việt Nam không có phân chia công dân hạng nào cả, mà tất cả mọi người đều có quyền và nghĩa vụ như nhau và bình đẳng trước pháp luật, không ai hơn ai. Anh vi phạm sẽ bị xử lý. Thế thôi. Chứ ở đây các anh lại phân chia, đúng không ạ? Đúng Thế rồi. là các anh đi sang nước ngoài, các anh chỉ mục đích là phấn đấu từ công dân hạng 4 để trở thành công dân hạng 1. Thì cái điều này chúng ta thấy có thể thấy hết sức vô lý ở một cái mà các anh cho là thiên đường tự do, đúng không ạ? Thiên đường tự do. Thế nhưng mà tự do không phải là tự do theo 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 ý các anh ấy, thì mới là tự do. Ở đây tại sao em nói thế? Chúng ta có thể dẫn chứng như thế này. Anh nói là ở Mỹ, đúng không ạ? Muốn làm gì cũng được, nói gì cũng được. Đấy, đấy là tự do. Muốn làm gì cũng được, nói gì cũng được. Thế tại sao khi Nấm Mốc phát biểu một cái câu là nước Mỹ không vĩ đại như cô ta nghĩ, thì ngay lập tức các anh nhảy vào, các anh chửi là người ta là gì, đồ ăn cháo đá bát, rồi là đồ phản Chân áp. gì, đồ phản chủ với thế này thế kia, đúng không ạ? Và đòi trục xuất cô ta về Việt Nam. Thế tại sao lại như vậy? Trong khi đó, khi Nấm Mốc sang bên đó thì các anh tổ chức đón là cờ hoa dập dờn cả. Thế tại sao khi người ta nói lên cái suy nghĩ người ta giống như trước đây cô ta nói ở Việt Nam đấy, Cái thực tế. khi cô ta chống phá nhà nước Việt Nam, cô ta đòi lật đổ nhà nước Việt Nam,
thì các anh cho rằng đó là quyền tự do của cô ta. Thế mà khi sang Mỹ, cô ta chỉ nói mỗi một câu là gì ạ? Nước Mỹ không vĩ đại như cô ta nghĩ. Thì ngay lập tức các anh lại nói người ta là đồ ăn cháo đá bát và phản phản chủ. Thế là thế nào? Thế là tự do kiểu gì? Đúng không ạ? Hai nữa là cái trường hợp Nga phủ lý gần đây nhất lại tiếp tục lên có những cái dòng trạng thái suy nghĩ. Đấy, thì các anh cũng nhảy vào, các anh vùi dập, các anh cho rằng cô ta thế này, cô ta thế kia, rồi đòi trục xuất cô ta về Việt Nam. Hình như các anh nghĩ cái quyền của các anh ở bên kia thế giới là quá lớn. Trục xuất hay không trục xuất, nó liên quan đến vấn đề pháp luật, cô ta chấp hành pháp luật của quốc gia sở tại và cái cơ quan chức năng của cơ quan chức năng của cái nước sở tại đó, người ta xét thấy cô ta có vi phạm pháp luật hay không, có làm ảnh hưởng đến xã hội người ta hay không, và có đảm bảo các cái điều kiện để đủ để trục xuất hay không. Chứ không phải là từ lời nói của các anh ba sọc mà người ta sẽ trục xuất người khác, các anh hiểu được như vậy. Thế nên là cái ngáo này của các anh ấy, nó diễn ra nhiều năm nay rồi, không phải đến bây giờ mới có. Và các cái tổ chức của các anh đây, các anh mang tiếng là tổ chức, đúng không ạ? Thì các anh ấy luôn kêu gọi, cái đầu tiên là gì ạ? Quyên góp. Đấy, quyên góp. Còn các anh dùng như thế nào thì không thấy các anh sao kê. Không thấy các anh sao kê. Thế cụ thể ra là chúng ta có thể nói luôn, đó là cái tổ chức của Đào Minh Quân. Thì cái tổ chức này đã dụ dỗ rất nhiều người nhẹ dạ cả tin tham gia. Thậm chí có những người người ta không tham gia, thế nhưng anh đưa ra một vài cái hành động rất là vô văn hóa để các anh tự kết nạp người ta vào cái tổ chức các anh. Đó, tổ chức các anh. Thì ở Việt Nam mình, chúng ta có thể lấy ví dụ đó là Vương Văn Thả. Đúng không ạ? Cũng hứa cho là phong là tướng là phong tá rồi giữ chức vụ này chức vụ kia. Thì chúng ta nhìn lại một chút cái việc phong tướng phong tá ở quốc gia nào cũng vậy, ví dụ như ở Hoa Kỳ cũng thế mà Việt Nam cũng vậy, phải có cơ quan chức năng, phải có người có được gọi là có chữ ký con chào dấu chú Cầm theo chức danh của pháp luật, người ta ký, người ta thông qua, đúng không ạ? Ở đây là các anh tự phong. Thế những người người ta không biết nhẹ dạ cả tin ấy, thì người ta nghe theo các anh, người ta thực hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật. Khi bị xử lý thì các anh lại bỏ rơi người ta. Và khi các anh quyên góp, các anh làm những cái hành động mà nó không đâu vào đâu, thì người ta lại yêu cầu là anh phải trả lại cái tiền đó. Ví dụ như cái bà Tuệ Lan chẳng hạn, tham gia cái nhân vật này quyền lực thứ ba của cái tổ chức Đào Minh Quân. Đấy, sau Đào Minh Quân Quách Thế Hùng. Thế nhưng cô ta đòi lại 11.000 đô đến nay vẫn chưa trả. Đúng không ạ? Và cái ông Quách Thế Hùng đó cũng vậy, phong cho ông cái đại tướng thì ông có quân không? Không có quân. Đấy, có đại tướng mà không có quân thì phong làm gì? Mà ai phong? Đào Minh Quân phong, mà thích thì phong, mà thích thì nâng lên lon, mà không thích nữa thì lột lon người ta. Giống như kiểu một cái tuồng chèo, cái phường chèo là diễn hài vậy thôi, chứ nó không có thực tế. Mà người ta đóng tiền vào đó thì sau người ta mới tìm hiểu, người ta phát hiện cái tổ chức này nó giống như ở một công ty trách nhiệm hữu hạn thôi. Đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn. Mà cụ thể hơn nữa thì mọi người có thể thấy Đông Tà này, đúng không ạ? Đông Tà cũng là một người đã từng tham gia này kia, quay ra là khi mà có ý kiến trái chiều đấy thì ngay lập tức là sẽ bị loại khỏi đội ngũ, xong bắt đầu là quay ra là lên đấu tố nhau trên mạng xã hội. Đó là cái nhân văn của các anh hay sao, đúng không ạ? Thế thì từ cái đó chúng ta có thể thấy được người ta có vì dân hay không, người ta có thực sự đấu tranh vì dân hay không, hay người ta chỉ vì cái gì ạ, quyền lợi mục đích cá nhân, đưa các anh, lợi dụng các anh, đưa các anh trở thành những quân cờ. Khi còn giá trị lợi dụng thì người ta sẽ cấp tiền cho các anh để các anh gì ạ, chống phá nhà nước Việt Nam. Mà khi các anh hết giá trị lợi dụng rồi thì ngay lập tức là gì ạ, một là anh vào tù thì kệ anh, nhà tan cửa nát cũng kệ anh, tôi không quan tâm. Còn trường hợp thứ hai nữa là anh có ý kiến trái chiều với tôi, đúng là rồi, các anh ngay lập tức sẽ bị chửi rủa, sẽ bị đuổi ra khỏi tổ chức. Đấy, thế thì cái đó nó có phải là tự do do theo như các anh ấy nói không? Hay là tự do ở đây phải là theo các anh ấy, quan điểm các anh ấy, phải tuân theo cái quan điểm các anh thì mới được được hưởng cái tự do. Và cái hình ảnh nữa là chúng ta nhắc đi nhắc lại, tự do nhưng mà cùng một cộng đồng với nhau, nhưng mà khi nói chuyện với nhau thì phải yêu cầu bên kia là quỳ xuống để nói chuyện. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta thấy người ta có nhân văn hay không, có tự do hay không, có dân chủ hay không, nó ở những cái chỗ đó. Chứ không phải từ những lời nói của Trương Quốc Huy hay là Benny Trương hay Tân Thái hay Xin Lê, nó không phải cái đó. Mà cái mà thực tế các anh chứng minh luôn, ngay trong cộng đồng các anh. Rồi từ cái việc ông Vũ Huy Trưởng ông chết đi, thì có người cũng đã từng là được gọi là đồng chí cùng phe với ông, mong muốn vui mừng báo tin.
đó là cái nhân văn của các anh hay sao, đúng không ạ? Có phải đó là cái tự do, cái dân chủ, cái nhân văn của các anh đang mong muốn người dân Việt Nam được hưởng những cái như vậy không? Thì quan điểm của em thì mọi người cũng đã biết, riêng em thì em không đồng tình ủng hộ với những các cái thành phần này. Đấy, và thực sự thì phải lên án và thậm chí lên án rất nhiều, và chúng ta cũng sẽ có những cái tiếp tục các cái buổi nói chuyện để cho người dân Việt Nam, đặc biệt là các cái thế hệ các cháu sau này, là có nhiều cháu người ta vì học hành hay này kia thì mình không nói đến, thế nhưng mà rất dễ bị dụ dỗ bởi các cái chiêu trò của các cái đối tượng này. Đấy, là khi mà các cháu là du học sinh chẳng hạn, đi sang nước ngoài đi học, thì các anh ấy có thể là các anh ấy tiếp cận, đúng không? Các anh lôi kéo, các anh cung cấp tiền, rồi cung cấp này cung cấp kia để cho các cháu ấy phát ngôn những cái từ ngữ mà nó không đúng về nhà nước Việt Nam. Sau đó các anh tổ chức kết nạp, mà cái này rất là nguy hiểm, đặc biệt là cái tổ chức Việt Tân này. Đấy, thường xuyên có những hành động như vậy, lôi kéo những thế hệ trẻ. Cái cách đi của anh bây giờ là thay đổi lên như vậy, thì chúng ta cũng cần phải lên tiếng để nói, để cho đặc biệt là các anh các cháu trẻ đấy, người ta nghe được, người ta xác định được là không ở đâu bằng Việt Nam. Với người dân Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam được bảo bọc, bảo hộ bằng hiến pháp và pháp luật Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì người dân Việt Nam phát huy tối đa cái quyền tự do dân chủ của người Việt Nam mình đang có. Và nó rất là thuận lợi khi chúng ta được ở trong đất nước Việt Nam với đúng phong tục tập quán, đúng không ạ? Rồi là ngôn ngữ của người Việt Nam. Chứ nó không khó khăn như việc các anh được xuất khẩu sang các cái nước khác, ví dụ như là nấm mốc hoặc Nga phủ lý, còn đang vật lộn hàng ngày để kiếm sống. Thì cái việc vật lộn hàng ngày kiếm sống đó thì làm gì có thời gian lên để đấu tranh nữa. Mà khi mà sang đó thì các anh hết giá trị lợi dụng rồi. Chào ai về. Không cho tiền nữa, các anh phải tự lao động bục mặt ra mà kiếm sống thôi. Chứ làm gì có ai cấp tiền cho các anh nữa. Thì lúc đó ngay lập tức các anh sẽ thấy được cái thảm cảnh khi các anh phản bội quê hương nó là như thế nào, phản bội tổ quốc nó như thế nào. Đấy, thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay em chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Thì cũng cảm ơn anh Cơ Quang và tất cả mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. Thì có gì thiếu sót thì cũng mong các anh, các chị, chú, bác đóng góp thêm. Em xin cảm ơn anh Cơ Quang và tất cả mọi người. Ok Trung, cũng xin cảm ơn Trung rất là nhiều đã tham gia cái buổi live bữa nay.